này nè, đi mót củ cải ở Đài Loan chứ không phải là đi đi thu hoạch củ cải đâu nha, nhưng mà củ cải nhìn củ cải nè. Đó. Đây. Nếu cái củ mà làm như là nó có ngạnh đầu này kia, nó không suông là người ta không có ta không lấy hay sao ha? Có phơi nắng sáng giờ làm như nó bị mềm ta. Nè, mọi người xem củ cải như thế này nhưng mà người Đài Loan họ không thu hoạch. Đây nè, ghê hồn thiệt. Vậy thì người ta đâu có lấy được nhiêu ta? Hả? Cái này mà kêu xe tải chứ mà lụm không sao rồi. Lụm nhiều nhiều. Có nhiều cỡ này đi lụm nhiều làm sao? Quá chừng luôn rồi mọi người xem nè. Nguyên một cánh đồng ruộng củ cải. Người ta thu hoạch xong rồi là người ta bỏ những cái củ mà nó giống như là nó bị thẹo rồi. Không, nó bị thẹo chút xíu vậy là bắt đầu là người ta bỏ. Củ cải Đài Loan mà củ cải lớn vậy nè. Đó. Đây nè. Nó cái củ nó xấu xí như thế này người ta cũng bỏ. Rồi đây. Nó bỏ người ta không thu hoạch. Không hiểu sao mà nó hoang phí mức độ này. Giống như cái củ này thì để nó bị gì? Đó, nó cũng bị cái ngạnh như vậy người ta cũng bỏ. Đó. Công nhận thiệt chứ. Không có mà cái này mà tàu xe nào mà chở xiết cái này mà ta trồng chi mà thu hoạch mà không bán mà bỏ cái này. Ghê thiệt. Đây. Cái này là cắt gom đống thôi. Thấy đâu có xe tải kêu đánh cái xe tải chừng 4 tấn qua chạy. Chó nó ra đây. Nó cũng phá. Dọc đất dọc cát ở đằng kia kìa lại đằng kia kìa, củ cải ngon không à, đằng này nè củ cải ngon không à, ôi củ nào củ nấy nó to. Ở đây củ cải bị nứt, đằng kia không có bị nứt biết ơi, đằng đây nó củ cải này bị hư, đằng kia kìa nó không có hư đó, đằng nắng kìa lại đằng này nè, đằng này củ cải ngon lắm. Đây người ta thu hoạch người ta bỏ nha cả nhà. Đó là mình thì đi nhặt lại về cái này hầm xương heo, giò heo, chân giò heo rồi. Còn xiên xiên nữa thì ngâm củ cải chua. Ôi, còn gì bằng nữa. Đây. Củ cải vậy mà người ta bỏ. Nó có cái gì xấu xí đâu. Hơi bị cái ngạnh này chút xíu thôi. Rồi mình bẻ nha, xem nha. Đây. Không hiểu sao mà người ta bỏ nè. Phí thiệt chứ. Trồng cái ruộng củ cải lên mà bỏ cái này. Một cái củ này ra được nhiều củ nè. Từ lưa củ hết. Chuột đang gom đóng luôn. Đây nó để đóng luôn. Chất đóng. Bơi củ cải. Gió mà đi bơi nữa. Phải nói thiệt chứ. Ở Việt Nam mà được như vậy thì mình đâu có bỏ dữ như vậy. Ở đây họ đòi hỏi cái chất lượng cao hơn. Rồi xấu xấu vậy thì họ không đem ra chợ bán. Mà xấu thì sao xấu? Củ cải như vậy xấu thì sao? Hơi có bị không suông thôi. Đó. Củ cải như vậy thì xấu làm sao? Không biết xấu làm sao luôn á. Không, nó không làm một bao rồi kìa. Không làm một bao rồi.
Còn ở bên kia nữa mọi người, bên kia một cánh đồng bên kia nữa, chứ không phải bên đây không đâu. Rất là nhiều cải, nhiều đến mức độ như thế này luôn mà người ta bỏ, mình nhặt cũng không hết nổi, làm sao nhặt hết nổi. Hôm nay thì ở bên trên đây có một cái công ty, người ta cũng đang còn làm việc. Trời ơi, tiếc. Mình nhặt về thì mình xài gì, mình ăn cái gì, mình cho người này người kia ăn bớt nữa chứ. Cái này mà đi ra chợ mua thì đắt tiền lắm. Phí thiệt. Rồi, giác chạy rồi. Giác chạy rồi. Giác chạy rồi kìa. Bao rồi. Quá chừng luôn. Ở đây thì họ trồng củ cải nè, trồng bắp nè, trồng rất là nhiều các cái đồ rẫy khác. Nhưng lúa thì lại không có trồng nhiều cả nha. Lúa thì họ trồng cái số lượng rất là ít, không có trồng nhiều. Đầy bao chưa? Được bao nữa chưa? Cái này lượm chút xíu là không bao chứ gì đâu. Quá chừng luôn mà. Củ cải này nó ngọt mà. Ăn thử coi. Ở giờ không lọc. Coi chừng mất hàm răng. Răng giả mà cạp chỗ đó. Sao? Chưa ăn, chưa sinh, ăn. Sinh, sinh. Ngon không? Ngon hơn lan nữa. Thiệt. Ăn đi cô dít ông nội. Cô dít. Ừ, cũng nhỏ nhỏ. Ăn thử coi. Gây gây sao mà ăn? Căng. Ừ. Như khoai lang hả? Ngon khoai lang nữa, thiệt. Ơi, ăn đi ăn khoai lang à. Nó làm hưởng khẩu tưởng đâu nó như qua kia, chứ khỏi nó ngon lắm. Ừ. Nó ngọt cái ha. Cái này nó ngọt. Ngon hơn khoai lang. Này cả nhà. Mình ăn luôn. Đỏ ao à. Ừ. Đó. Ơi không? Đó đưa đưa cảnh cảnh cho các. Đó, ừ, ừ. Ngọt ngay hả? Ngọt. Ngon thiệt vậy mà tao bỏ rồi. Đâu có ai mua đâu. Đem vừa. Không mua gì? Có này bán thì ra mua. Ngay mùa nó nè. Nó ngọt ngay hả mày ơi, mày có ăn chưa? Để hỏi củ cải mà chợ nhiêu ký. Mày có ăn chưa? Ngọt ngay hả? Ừ, ừ. Dinh dưỡng không? Biết bao nhiêu chất dinh dưỡng mà bỏ vậy? Chạy đâu ạ? Xuống thôi. Ngon. Lắm. Hai thằng bay giỡn. Giỡn. Báo ơi. Đấy kiểu này nó trồng nó lấy được bao nhiêu củ đây trời. Cái gì mà sao nó bỏ quá trời bỏ luôn mười. Mà giờ lừa đóng bự lượm với đóng nhỏ không thèm lượm. Xuyên thì khó đi lắm. Chết nữa. Cảm kéo đi. Thở lên.
vác đứng. Để nhiều thế hả? Hả? Ừ. Mà ăn đến bao giờ? Hơi khô mà. Ủa xấu lại lấy á? Bà, cô đó xấu gì không? Đẹp cái. Bà Duyên nữa. Hai miếng đã phơi hả anh Sơn? Hả? Hai miếng đã phơi hả? Ừ. Làm bao giờ chứ không nổi. Mấy cái người ăn tương người ta biết làm không ơi, ta xẻ ra người ta phơi khô rồi đỡ gì đó. Ờ, rồi người ta có nấu gì cái tao để vô. Trời ơi. Lăng mang vào ngâm rượu được em rồi. Ngon không? Ăn thử coi ngọt ngay ha. Chị ơi, lấy cái bàn quàng kìa. Nè. Sơn quay nè. Đâu, đâu, đâu. Cái này để em đó. Mày ăn lấy thêm. Đó rồi. Rồi mình lấy mày ăn qua tới sân 5. Hai bà năm ăn với cỏ. Cái củ cải hầm với cá lóc. Cái này mình có củ cải chứ nha. Đó, có củ cải chứ không hoạt. Thầy đi có củ hoạt chứ. Rồi, nha. Để em tay kìa. Đó hả, làm sao nữa hả? Đây nè, ở đây còn nhiều quá trời nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ anh em mình có lụm hết về cũng không biết để làm cái gì. Thật sự luôn, lụm hết về cũng không biết để làm cái gì. Đó. Và mọi người xem. Nhiều lắm nhiều luôn. Không biết là lụm về được làm cái gì nữa, chỉ có bán thôi chứ không có cho mà ai mà ăn là hết cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ anh em mình thì sức lực cũng có hạn, lụm chắc cũng 4-5 bao rồi, thì về chia cho mỗi người mới ăn với có làm mắm làm dưa gì đó ăn thôi chứ bây giờ không lụm nhiều nữa. Nữa hả, làm bao nữa hả? Cái này là nó thu hoạch bằng xe mà đúng không? Nè, cái dấu xe nè. Dấu xe chạy nè. Ừ. Thu... Nó cài từ lúng rồi lúng rồi. Nó thu hoạch từng bằng xe. Rồi lụm bao nè. Đi, lên, vô. Chưa, chờ nó vô chứ. Còn bên đây là trồng cái gì nữa nè? Củ cải nữa nè. Ừ. Ruộng này chúng cũng củ cải cũng chuẩn bị thu hoạch nè. Đây trồng dài lên trên kia luôn. À, tao thu hoạch bằng máy móc cả nhà. Còn à, bên kia một ruộng nữa đó. Dữ lắm nhiều. Ai đâu mà lụm cho hết. Nhanh đi. Ruột. Muốn đi. Ông có dịnh, ông có sách gì đâu. Tôi có sách không. Cause you say you'll do things you never do, and I know that you'll never change.
you say you'll do things you never do. I know that you'll never change. Vải. Cho bà Nam mấy con. À, cho bà Nam ơi. Đây. Bỏ vô. Mở cửa ra. Tao mở không được chứ. Tao chỉ có đập thôi chứ tao không bảo. Trời ơi em một thùng tà lừ. Để ăn đi mà mở cửa kìa. Thôi mà, thôi mà. Thôi mở cốp để đây em được. Tao mà. Thôi mà. Thôi mà. Mở tay nó bấm cái cửa rồi. Ăn chết. Kìa, thẳng để ấy lên luôn. Để xe qua. Để gì đó. Cờ gót sao để. Được mà, để nằm đó. Chở được 2 bao không? Trời ơi. Chở được mà. Thấy lên. Đây, ghen cờ gót lên. Này nè. Ông nội ơi. Khổ. Chừng dập cái trái mà đủ kìa. Để bên đây. Để dập đi. Trời ơi, cà gót. Cà gót nó thơm gì đâu kìa. Ăn sống được anh em ơi. Ngọt ngay à. Đẩy vô một chút nữa. Ngọt lắm. Cái hồng ấy đi. Vậy được rồi. Nặng. Đẩy nặng 50, hơn 50 kg đó. Ta đánh xe ngoài đi. Rồi. Nó được mà. Chừa cho nó 2 bao chứ. Hả? Ừ. Đẩy vô đi rồi hồi mày chở được tiếp 1 bao chứ. Để bao bự không để bao nhỏ. Ừ. Chỉ có đánh xe hơi lại chở thôi để chứ bao giờ bự sao không ra. Nè. Thôi hồi xong ra chở được rồi, vậy là được. Cho lỡ bạn bao. Xe kìa. Ghe yeah, vô. Cảm ơn đó. Thật sự rồi. Triệu phú à. Lật cái gì tới đây? Này nha. Ê, bây giờ nó mới lật nè. Cái con mày. Ta trăm một cái. Sao kìa? Xào gà, có ăn xào gà chưa? Này xào gì cũng ngon, xào chao cũng ngon nữa. Xào chao. Xào chao ngon lắm. Xào chấm chao á. Luộc luộc mà, luộc cũng được mà. Củ cải này ăn sống ngon lắm nha, ngọt ngọt. Dẻo dẻo ngọt, ăn ngon khoai lang. Củ khoai củ no luôn rồi đó. Rồi trên xe kinh xuống nữa. Kinh xe xuống nữa. Trời vô rồi. Vô đi chúng đánh cái. Cái xịt rồi thơm mà thơm thơm vậy ta. Ông sao không sao? Tao mới địch. Ừ.
đây nhé. Nhỏ này chưa tắt. Cái ô nhỏ này vô dẫn chia cho có ghê đây. Rồi bỏ. Rồi, bà năm bao đó đi. Đi vô. Bác về bác ai đem xuống cho bà nổi đây nè. Lấy từ cũ ra. Ừ. Cũng thông minh đâu để ha. Vâng, gọt kiểu gì cũng gọt vỏ đi. Bà mà. Trời ơi. Cũ này cũng lụm hết trời. Cũ này giống cái hàng đặt trên mạng quá nè. Hàng đặt trên mạng nó gì nè. Này gọt cũng có gì đâu. Cũ này đẹp nè. Nè. Ừ. Nhóc luôn á, cũ gì. Nhiều. Chị Bình lấy ăn đi Bình. Chị Bình lấy ăn nè. Nè, lấy một bao. Hả? Đi qua đi. Thôi đây, thôi. Bây giờ hết lại. Này không hả? Hả? Đó, đã đi cảm ơn. Bây giờ sao sao ăn? Sắp tới rồi.